Konnichiwa. Xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyền hình Japan TV. Chúng mình là đội Kawaiyuki. Tình Giang này, bây giờ đang là nghỉ hè phải không? Kỳ nghỉ hè thì mọi người đều được nghỉ học này, nghỉ làm này, cùng nhau tụ tập vào trò chuyện vui vẻ, rất là vui phải không nhỉ? Bây giờ lần trước thì Giang và Tuyết đã giới thiệu tới tất cả các bạn món takoyaki rồi phải không? Ôi, lại nhớ đến món takoyaki vô cùng hấp dẫn. Và ở Nhật thì ngoài takoyaki ra thì các bạn có rất là nhiều những món ăn thật là ngon mà các bạn cũng muốn biết phải không nào? Và hôm nay Tuyết sẽ giới thiệu đến Thành Giang và các bạn món temaki sushi. Và để biết là temaki sushi là cái gì thì hôm nay Tiểu Tuyết và Thành Giang cùng các bạn lại cùng vào bếp để trổ tài nhé. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng đi siêu thị mua đồ. Cá ngừ, cá hồi, tôm, trứng cá, kaiware hay là mầm củ cải, lá tía tô, dưa chuột, trứng rán và quan trọng nhất là rong biển. Giang! Giang ơi! Anh ơi, sang đây, có anh gái của Giang đây. Chào bà. Bà Giang đi. Em chào chị, em là em gái của Thành Giang. Em là Tiểu Giang ạ. Anh Giang đâu hả em? Anh Giang đang đi ngủ. Giang thấy anh Giang rất xịn. Vâng, vậy thì hôm nay Tiểu Tuyết và Tiểu Giang sẽ cùng làm món temaki sushi. Và để thực hiện được món temaki sushi thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó là món cơm giấm. À, cơm giấm à, giấm à, giấm để em. Không phải cho cái này, không phải cho cái này. Và công thức đúng của temaki sushi đó là với 1kg cơm thì chúng ta cần trộn 90ml giấm, cho vào giấm trộn đều lên, và 9g muối với 22g đường. Sau đó, trong lúc cơm còn nóng thì chúng ta đổ đều rắc lên cơm. Và vừa trộn thì chúng ta vừa làm mát. Để trộn đều nhé. Công dụng của việc vừa trộn đều vừa quạt đó là để cho thịt của giấm nóng vào cơm. Nào, chúng ta sẽ cùng quấn temaki sushi nhé. Tại sao lại gọi là temaki sushi? Temaki sushi. Sai rồi đấy, hình vẽo. Đây này. Đây cũng không phải hình vẽ. Chỉ có làm đường. Ôi, tại sao vậy? Tensei, Tatsukete. Hi. Tensei, Konnichiwa. Hi, よろしくお願いします. じゃあ作っていきたいと思います。何を用意します？その上にご飯を乗せていきます。ご飯はあんまり多くなくていいので三角形にしていきます。ちょっと薄くないんですけど。そう、薄くないですね。はい、こんな感じに入れていきます。で、その上からわさびを乗せます。わさびも乗せます。辛いのでちょっとにしてください。マグロとマグロね。マグロ大好きです。好きですよ。だけど途中だった。はい、でこれで巻いていきます。まずこの時に三角形に巻けると美味しそうに見えます。はい。こんな感じでーす。ありがとうございました。難しみあるけど、簡単だね。簡単だよね。みんなで作ると美味しいよね。楽しいね。じゃあ、食べましょうか。食べましょうか。せーの。いただきます。cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Vâng, các bạn vừa cùng chúng mình cùng làm món temaki sushi rất là ngon phải không? Và lần tới thì chúng mình sẽ cùng vào nhau, cùng nhau vào bếp và làm món temaki sushi nhưng là nguyên liệu từ Việt Nam nhé. Rất là mong chờ đấy. Chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay, nhớ là subscribe nha. Tạm biệt.